Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 12 tựa game. Tựa game đầu tiên đó là tựa game Seven Joker. Chúng mình cùng đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Mình sẽ chỉnh lại màn hình một chút. Dẫn cái xô nước để đổ xi măng. Tiếp tục này. Đây là một cái bắt cóc. Mình sẽ ngụy trang cái hộp này lên ra bên ngoài. Trời đang mưa mà có sấm chớp thì không nên dùng ô, vì sẽ dễ thu hút sét đánh. Sẽ dùng chiếc sofa to để chặn cái cửa này ạ. Đèn pin đi. Khúc xương. Chúng ta là trên một con thuyền và bị cháy. Trong trường hợp này thì mình sẽ dùng khăn tẩm nước để bịt mũi để tránh khỏi độc đi vào cơ thể. Tối quá thì phải dùng đèn pin thôi. Tàu đang cháy mà dùng bao diêm để châm đốt nữa thì cháy hết tàu. Sẽ chọn chiếc thang để đi lên trên. Lều. Trời mưa mà sấm chớp thì không nên dùng ô nha các bạn, như nãy mình đã nói đấy. Chiếc lều đang thang trên biển có nó sẽ có bề mặt to để thu hút ánh nhìn để có người cứu hơn. Trên biển thì không thể có mồi câu được nên mình sử dụng chiếc bính ba. Cá mập đang đói à, sẽ giải quyết cho cá mập ăn. Cái gậy đập vào cây và sẽ có nước cửa luôn. Cặp mà bộ tộc da đỏ à, bất cần ngôn ngữ không hiểu gì cả, cho luôn cái kẹo kẹo ngọt quá anh nên yêu luôn. Ủa, của máy bay trực thăng này, máy bay trực thăng không nhìn thấy mình thì lúc đấy mình sẽ tạo ra cái ngọn lửa để thu hút ánh nhìn mà bay cho con. Chứ nếu mà pháo bông, nếu mà nó chỉ lóe lên một khoảng cách nào đó họ không nhìn thấy là chúng ta sẽ không được cứu nha. Wow, có rất nhiều rơi rơi. Rơi rơi nó sẽ sợ
nhất là âm thanh, nếu mà âm thanh vang lên trong một, nhất là một cái hang động thì bọn chúng sẽ hoảng loạn và bay ra. Andrews. Oh my God. Một chút là đã bị dính đòn. Nào lại nào các bạn ơi, lúc ở đấy là phải chú ý hơn nha. Giờ hơi ổng. Game này cũng rèn luyện cho chúng ta khả năng quan sát nha. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Game này cũng phải đòi hỏi sự khéo léo đấy các bạn ơi. Wow. X 10 lần. Ok. Let's go. Wow, x20 lần. Số điểm tuyệt đối.
Let's go. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Crown City. Let's go. Bắt luôn mấy thanh niên này lại. Cũng bắt. Nếu tiêu diệt được thì mình sẽ được XP nên là mình phải tiêu diệt hắn ngay. Con phố này ít người đi lại quá. Cần tìm ra con phố đông đúc người đi lại hơn một chút. Các thế lực đang giật lớn mạnh, bây giờ mình sẽ đi thâu tóm nha. Có hiệu lệnh đã thôi, rồi mình sẽ đi thâu tóm thôi. Chạy đâu mà sâu. Rồi. Tên màu hồng. Bắt ngay tên màu hồng ạ. Kịp rồi. Mình đã giành chiến thắng. Wow. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Đó là tựa game Sankustran. Let's go. Tiếp tục nào. Go. Tiếp tục nha.
Oh no 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 no. Ready. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Zone and Scrap. Tựa game cũng rất là nổi tiếng. Let's go. Oh my God. Dân với chúng tôi à. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Hostack. Một tựa game mà đòi rèn luyện trí IQ. Khá là khó đây. Khó rồi đây. Xem thế này thì còn từ hai hồng không được. My God. Ok. Chúng ta có thể thu thập 3 màu hồng.
Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Let's go. Mình bắt đầu nghĩ đến việc đi thôn tính này. Ôi trời ơi, ông đánh nhau với tôi là ông sai lầm rồi nha. Ok, mình đã giành chiến thắng rồi. Mình có rất nhiều tiền, vì thế mình sẽ nâng cấp. Let's go. Khẳng định vị thế cái đã. Tính sổ công sau nha. Mình không muốn đánh nhau với bạn. Mình để các bạn thật lớn mạnh thì mình sẽ thôn tính các bạn. Các bạn cứ thích đánh nhau với mình thế nhỉ? Oh. Wow. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Đó là tựa game In Hand. Thank you.
Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nha. Tani Master 3D. Tựa game gỡ rối. Mình đã chơi đến level thứ 25 rồi. Nhìn khá là rối mắt đấy nhỉ. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là Assassin. Level thứ 57. Mọi sự chú ý sẽ đổ xuống về đây à? Chạy thôi. Wow. Rất là đơn giản. Ồ, tiếng súng lộ ra sẽ rất là khó khăn cho chúng ta. Chạy thôi. Ủa, phải giết tên đó rồi. Ồ, hơi dối. Phải quyết định ngay. Chạy lên đây đã. Vâng, phát ba tên này luôn. Let's go. Giết mấy tên lính đỏ trước. Đây có ba tên trộm một này. Giết tên lính màu đỏ trước. Mình sẽ chuyển qua tựa game cuối cùng của video này. Cool Cool. Oh my god.
Lại nha. Đường cong sẽ là những nghèo. Oh no 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 no. Mình sẽ cố gắng chinh phục. Nè vào này. Cái này không được nữa thì thôi mình sẽ tắt video lại. Yes. Ok, video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.